Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với một kèo nâng cấp một đội hình của Chelsea. 370 tỷ là những gì mà bác chủ gửi cho tôi. Và đội hình cũng chỉ có 300 tỷ mà thôi. Nhưng mà thực sự ở đây cũng là một hình bác chủ cũng đã có cái khung rồi. Có cái khung cũng không tệ lắm. Có Seva đầu tôi đánh giá là một lựa chọn được. Và thậm chí là Fernando Torres cũng có thể là một lựa chọn đá chính được nhá. Cặp tiền đạo tôi tạm thời dùng hai con hàng này. Joko mùa này thì tạm thời đá đây này. Ở đây hàng thủ có Rudiger, tôi nghĩ là đá chính ổn. Bên này đang có Christensen và Tomori. Rồi, Xhaka, Fabregas, à Gullit. Cũng nhiều chứ nhở. Ra là cũng đủ đội chứ. Gullit, Enzo, Mendy, Adnico. Đội hình này thực ra là nếu mà đá thì cũng là đá được, nhưng đâu phải là yếu đâu nhở. Đẹp ra phết chứ. Nhưng mà với 300 tỷ này tôi sẽ cũng phải mua thêm một hai con hàng nữa nhá. Nâng cấp nó lên tí tí đi. Rồi, bắt đầu xuống một vài những đồng tiền bát gạo nào. Ở đây tôi thấy đang cánh chạy cánh như đéo có mấy anh ạ. Cánh mỗi con Joko là nhìn hơi phèn. Chỉ mỗi Joko thôi. Rudiger. Rồi, ok, tôi sẽ nâng thêm một vài vị trí nhá. 370 tỷ này. Đang bán Son đi cơ à. Rồi Chelsea. Tôi cầm một cặp cánh chất lượng cái nào. Eden Hazard được không nhỉ? Cặp tiền đạo có thể như thế thôi anh ạ. Hazard đi nào. Con mẹ nhìn quả này khó thế nhở, nhìn quả này khó thế nhở. Quả Hazard nhìn khó dám xúc tiền quá nhở. Khó dám xuống tiền quá anh em. Nhìn quả này khó xuống tiền quá anh em ơi. Chịu rồi. BKFC đâu? BKFC mua được à? Mấy mùa kia chân 5 năm nó ngon hơn anh em ạ. Hazard chân 5 năm thì mua, các bạn ấy mua mùa bét luôn. Tính ra cái mùa BKFC này rất điểm lực suốt các thứ còn đéo bằng cái mùa HG này nhở. Mùa HG vẫn mê. Con này HG là đáng mua đấy nhưng mà cái tầm hơi ảo này tôi đang hơi ngại mua cho bác chủ. Trung vệ hiện tại là Tomori này vẫn là hơi bé này. Rudiger thì được. Tomori này cũng phải là bán mẹ đi được. Christensen này cũng hơi nhỏ. Thôi anh em làm một con trung vệ nữa đi. Rồi con CB nữa nè. Nâng con Tomori này đi nhở. Tomori HG nhìn cho nó máu mặt một tí. Trung vệ hoặc là con Silva. Một trong hai con này anh em nhé. Một là Silva, hai là Tomori là đẹp. Thôi con coi múc con này đi anh em ạ. Con này 80 ạ nhá. Rồi cặp trung vệ của tôi đã xong rồi đấy. Tuyến giữa hiện tại là như nào nhở. Tuyến giữa có Enzo, có Gullit à. Gullit rồi, ngại năng quá nhở. Gullit cộng 5. Bây giờ cần nâng đôi cánh ra. Là con Balak kia mùa là mùa cũng chưa ưng lắm đâu nhá. Tiền này phải nâng con Balak lên tẹo nữa. FA8 mà mới mua được không? Đảo con này đi anh em ạ. Phải nâng nó một tí đi anh em ạ. Balak, thực ra là Balak đá được á. Mùa này thì ảo quá rồi, mấy cái mùa này ảo quá rồi thôi bỏ anh em nhá. Mùa nào dễ mua dễ bán thì ok thôi. Thôi con này mua tạm 70 nhá. Con này nâng cấp lên con FA, nó nâng cấp đáng tiền, đồng tiền bát gạo luôn anh em ạ. Đá CDM à. Nên nâng cấp Balak FA là anh em cứng cái đòn luôn. Tôi bán luôn con Balak này đi cho đỡ ngứa mắt nha anh em nhá. Thằng Gullit tôi cũng đang lấn cấn đây, thực ra Gullit để mà lâng thì cũng hơi dở. Pedro nhở, nó có Pedro được ấy nhở. Pedro bây giờ giá rổ nó như nào. Và lấy mẹ Kevin đi nhở. Kevin không có trong đội hình này là cũng là một cái điểm thiếu sót đấy nhở. Kevin World Cup này, cho Kevin này đá cam lệch đi. Hợp lý mà. Kevin 50. Mà là con Kevin nha anh em nhá, 50 mùa này được rồi. Lâng lên tí Torres nữa. Torres mùa HG thực ra cũng tạm nhưng mà tôi muốn lâng thêm một tí nữa. Hàng công à. À thật ra lưng thì cũng chả lưng mấy. Torres nâng chỉ có lưng NTG 8 này thôi. Chắc là múc một con Hazard nữa là xong ấy nhở. Torres thế thôi anh ạ, Torres thế thôi. Hay là con Gullit nữa đi nhở. Gullit đi để trở về đi nhở. Lưng lên từ con cáp lên tí nhở. Nào con Gullit to lên tí. Anh ạ, lưng lên con Gullit to tí đi. Ok, tôi sẽ cân lại hệ thống này anh em nhá. Hệ thống này cứ cân lại quả lương em mà. Câu chuyện của bạn này cũng nhiều điều để nói đấy. Cố gắng làm sao cho nó ổn nhất thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ reset lại nào. Xem câu đầu tàu là uy tín quá rồi. Khỏe dã man luôn đấy. Thực ra nâng cấp này thì cũng nhàn nhỉ. Chỉ một vài vị trí thôi. Nhưng mà cảm giác sửa này anh em không phải là thích lắm. Tôi cần một con cánh anh em ạ. Tầm này đang cần con cánh quá luôn ý. Torres HG thôi, đá chính tạm đi nhá. Ở dưới này đang có Enzo dự bị này. Enzo có thể đổi gió được nhá. Nếu mà là Enzo đá chính thì cũng hợp lý đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là không qua được cửa ải Balak, Gullit. Thôi cho mày dự bị đã nhá. Fabregas này sẽ dự bị để đá cũng được. Rồi Joko cũng dự bị. Joko mùa ghẻ quá, nếu mà Joko mùa xịn cho đá chính thôi. Ăn đi câu ở đây nè. Đây cái vị trí đá cánh này, đang bỏ ngỏ này. Hay lấy câu mùa to nhở. Bán mẹ câu mùa kia đi nhở. Joko mùa chen. Mùa này xả à? Nếu mà lấy con Joko mùa này 100 tỷ, bây còn mỗi 100 tỷ thôi. Con này Joko 6 được cái chứ anh em. 87 tỷ à? Jola. Thực ra đang rất thích Hazard, nhưng mà Hazard đấy vẫn mua mùa gì luôn thề. Jola. Jola giá này trôi không? 67 tỷ à? Lấy mẹ Pedro anh ạ. Pedro 8 đi. Pedro cầm một con 8 à. Pedro 8 con nào cũng nhở?
Pedro này đắt thế nhở? Chà bố mày, 100 chỉ số 113 mà giá như lên rời mày. Hay là em này thôi nhở? Pedro MC8 nhở? MC8 là đủ đá rồi đấy. Ở đây là có con Mendy à? Đang tạo Mendy này này. Hơi nhỏ quá nhở? Thôi con này chạy vẫn được nhá, Pedro chạy thì vẫn được ấy, không phải không được đâu. Nhưng mà thôi chắc là tôi sẽ làm một lựa chọn to hơn một tẹo. Mo Salah. Mẹ thằng Hazard muốn vụt lắm đấy nhá. Thôi lấy mẹ Hazard 135 tỷ đấy đi anh em ạ. Tôi nghĩ là đẹp nhất server rồi. Chịu ảo một tí thôi nha anh em, thằng này chỉ ảo tí thôi. Anh nghĩ là mày bán mấy thằng kia đi, mày mày vụt cho anh con Hazard đây là đẹp nhá. Ok chưa? Lương vẫn còn nhiều lắm anh em ạ, lương còn nhiều lắm luôn đấy. Hazard ở đây là đẹp nhất anh em ạ, bán đi mấy con ghẻ đi. Tiễn mọi mấy con này lên đường đây này. Lên đường mạnh khỏe luôn này. Vụt này. Mạnh khỏe lên đường luôn này. Mấy thằng không dùng thì cho lên đường nhá. Mày lo cho anh cái vụ Epiniqueta này lên mẹ ra đường luôn chứ còn gì nữa. Đá đéo thì Epi lương 22 à? Xem con lưng. Còn lương 21 à? 21 lương mà rồi. Clip Lamento đá lên mẹ lên luôn thì đéo gì. Đâu phải đau đầu. Thực ra Zizem cũng được. Hay cộng 7 rồi đá mẹ luôn nhanh. Đâu phải đổi, chạy nhanh mà. DF lương 21 xem nào. Đây con Zem mùa này à? Zem cũng được, không thì thôi anh em lấy con kia cũng được anh ạ. Con kia là ngon rồi. Con kia đá ok phết đấy. Thế thôi. Tôi nghĩ là chả cần thiết đâu. Giữ lại mấy con này đá cũng được rồi nhá. Xếp Fabregas này có thể bán thì cũng được. Gullit Cup bán ở quên để... Quên. Chưa tiễn em Gullit này đi này. Ok, tiễn Gullit đi là đủ tiền nha em ra nhá. Xong rồi đấy. Xong rồi mày mua cho anh con Hazard nữa là xong nhá. Mua con Hazard nữa là xong. Hazard mùa này thôi. HG nhá, ảo tí thôi là được. Sau này nó giảm tầm khoảng 120 là mua nhá. Đấy, Gullit các thứ mua thế thôi. Của mày chỉ cần thế này thôi, cần gì nhiều đâu mà. Hệ thống nhìn nó mê điên luôn mà. Khủng khiếp luôn đấy nhá. Hôm tới về anh làm một vài đường cơ bản. Shop thẻ 365.com. Web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi sau đúng 2 ngày trở lại. Không, sau đúng 1 ngày trở lại thôi. Đội hình Chelsea mà tôi đã vào đây nâng cấp dành cho bác chủ. Mọi thứ nó là quá đẹp. Một hình của Chelsea với đầu tàu là Seva của mùa CC. Bên cạnh là Fernando Torres của mùa NTG cộng 8. Đây là hai lựa chọn mình cảm thấy đá thích nhất dành cho Chelsea. Với cả form tiền này thì nó là vô cùng hợp lý rồi. Mỗi con hàng đâu đó khoảng tầm 100 tỷ. Dành cho một hình chỉ khoảng 600 tỷ mà thôi. Eden Hazard của mùa HG bên trái có chút ảo nhẹ nhưng nó xứng đáng là bét cánh của Chelsea với tầm tiền này. Bên phải chúng ta có Kevin của mùa World Cup. Bộ đôi tiền vệ trụ sẽ là Ruud Gullit của mùa đi để trở về và Balak của mùa FA6. Cặp trung vệ chúng ta sẽ là những con người rất nhanh với Rudiger World Cup. Bên cạnh là Tomori của mùa 23 HVK. Bên phải là Libramento và bên trái là Anhinko. Và vị trí gác đề với 16 lương đó là Thiago Couto của mùa LH. Ở dự bị còn rất nhiều những anh tài chúng ta có thể kể đến như Joko, Enzo Fernandez, Cucurella và Kutensen. Rồi cả Lavia nữa, thằng này có thể của Chan đấy. Ở Chan luôn này, Lavia NG. Đẹp nhờ, đội hình Chelsea cũng có độ dày của đó. Và thực sự nó đẹp với những gì mà chúng ta đang có ở hệ thống này. Không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên. Rồi đã thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những chiến thắng đầu tiên của đội hình Chelsea này. Rồi anh em trận này ok, lúc đấy giao báo anh để anh cho em về bờ nhá. Torres chạy nhanh nhở? Nhanh thế. Một bàn đầu tiên nó đến dễ điên luôn mà. Cái gì đây? Sao đánh đầu vào được quả này nhở? Ai à, muốn vai mà bác. Cái thứ hai anh em chơi qua Bluetooth nhá. Bluetooth thì anh em ghép bằng Bluetooth thôi. Ơ à, chuyển tệ vậy. Chứ hai thằng vào trong team này loạn luôn đấy. Đéo ổn anh em ạ. Ok, Kevin em thử sự thể hiện nó có ổn không. Bán thằng tỏi đi cái nào. Ok. Có vẻ Kevin có thể được giữ lại đấy. Thằng tỏi này có khi là phải ra đi thôi. Rồi Torres mở quả tốc này đi nào. Mở quả tốc đi nào. Đỡ hộ cái, đỡ hộ cái. Thằng này cũng là chen hay sao nhở? 3.000 tỷ là rẻ rồi đấy. CC5 mà 3.000 tỷ là rẻ rồi gì nữa. 3.000 tỷ lấy đâu có tiền đạo ngon hơn Rô CC. Ok, nó đẩy mẹ ra ngoài luôn cả. Mày cứ dự bị cánh hơi hàng công ấy. Ok, xong rồi đấy, rồi Torres. Dễ quá, quả này dễ quá, định FD rồi nhưng mà thôi. Ăn chắc cái anh ạ.
Thời đầu đìa, đầu ấy anh em. Giá đắt điên luôn. Bắt chớ nhở, bắt chớ nhở. Hay quá nhở, Torres, FD vào đầu mày. FD vào đầu mày. Sao xuất lên rời nhở. Marco Ballack. Torres. Shevchenko. Mê nhở, phối mê nhở. Phối mê như thế này thì đối đỡ làm sao đây. Một nho. Giấu tên đã rescan 10.000 đồng. Còn riêng một ca mua con nào chạy cánh sắp đây giết thẳng bay em. Em đang xài Basic Sakuri à? Ở Hà Nội qua xuất tay cầm vụt luôn. Ơ à. Ờ à. Em trận này chấp nó 2.5 nghe vẫn chưa ổn nhỉ. Từ từ nào. Ồ, cái FD vào đầu. Em ở Tam Trinh ngay yên sở. Ôi, thế thì chạy qua shop luôn, đi bộ qua ấy nhở. Dễ với những người biết làm thôi. Haza. Quả FD vào đầu này, mạnh thế nhở. Ui, thằng ôn này láo thế nhở. Đặt cách với mày nhiều quá. Ai ơi, Ben à, rõ rồi, và bàn thắng này dành cho Thomas Courtois. Sút giữa ai bắt nổi, sút giữa ai bắt nổi đây. Con mẹ thằng này, cái điều nó hay nhất là nó bắt được quả Ben này. Em mới mua con PS4 bên anh kèm những hỗ trợ Bluetooth và bóng tay cầm chống bộ nguyên liệu anh có thể test em con nước ca FB Hoàng Minh Quân à. Cảm ơn Quỳnh Quân nha, anh em test được mà. Ok chứ, có cái gì đâu. Cái gì đấy, sweep lên lên rời à. Có con tay cầm nét nét một tí là trận này tôi khó thở nó luôn đấy. FD vào đầu, được chưa? Được chưa? Mãi thằng thủ môn này. Tomori à, của level icon nhanh ấy. Có thể đấm. Có thể đấm được. Mày lao vào người nhá, lao người tôi đấy, không có lỗi lầm gì đâu. Ok, trọng tài chuẩn. Có ăn học khác thật. Trọng tài của anh học khác thật. Ôi à, chậm thế. Ok. Đẩy của đít đau quá nhá. Phải ngã mẹ ra. Dương là bạn đá hay đấy. Ngày xưa bạn mình nhớ không nhầm bạn ấy tầm thách đấu đấy. Vừa đi lính 1 năm về. Rồi xong rồi. Thì bà lắc đánh đâu. Em phải sút không cần đéo sút nhở. Quả chí mạng thế mà còn bỏ lỡ kìa. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Nhẹ vậy bà lắc. Mạnh lên giúp tao cái. Ui quả này nguy hiểm này. Ủi mày thế. Rồi lên. Giấu tên đã rescan. Xong rồi đấy. Xong. Ok, cảm ơn dấu nhá, em trai. Ben xỉu 7 cái gì mà Ben xỉu 7, anh em làm gì có Ben, trận này không có Ben cho anh em theo đâu nha. Làm quá. Làm của 2 đô uống trà đá và tẹt. Làm của 2 đô em hãy dần uống trà đá tẹt luôn. Ok. Eden Hazard. Quả FD được chứ? Được chứ? Bác chủ. Và FD này dành tặng cho bác đấy. Lý do mà Fernando Torres có mặt trong hệ thống này. Từ vào trong, cái. Mẹ, quả thủ điên thế. Cày quá nhờ, quả thủ kìa, thủ lỏng điên luôn mà. 4-4-1-2 quá nhờ.
thằng nào ấy nhỉ? Trọng. Trọng là chớ luôn. À! Con mẹ thằng Muller 8 này khôn thế. Mất góc rồi, mất góc rồi, mất góc rồi. Xoay kiểu gì? Xoay kiểu gì chuyên gia? Cửa. Ấm đấy, quả phát phở ấm đấy. Hay nhờ, hay nhờ. Những pha xoay combo liên tiếp cho vòng cấm và khiến cho đối thủ không còn đủ bình tĩnh để theo kè Kevin nữa rồi. Ok. Ok chưa? Tình huống này thì đỡ thế nào được với Shevchenko đây? Cặp tiền đạo tôi sắc điên luôn đấy.